Tổng thống Liberia Johnson Sirleaf ngày 11 tháng 8 đã thông báo quân đội nước này được lệnh đặt tỉnh Lofa trong một tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập nhằm giám sát, quản lý và ngăn chặn dịch bệnh Ebola. Đây là tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly để phòng ngăn ngừa sự lan rộng của virus nguy hiểm trên người này. Trong một thông điệp được phát trên đài phát thanh quốc gia, Tổng thống Sirleaf cho biết kể từ thời điểm này sẽ không ai được phép ra vào tỉnh Lofa. Tổng thống đã chỉ thị cho quân đội giám sát việc cách ly, đồng thời cam kết nỗ lực để đảm bảo lương thực được cung cấp đầy đủ và liên tục cho một trong những tỉnh lớn nhất nước này. Trước đó, hai tỉnh miền Bắc, Liberia là Boma và Grand Cape Mau đã bị cách ly tương tự. Quân đội dựng rào chắn để kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế việc ra vào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Ebola này. Đến nay, Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người tại khu vực Tây Phi và được xem là dịch bệnh tồi tệ nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này.